Đây là quán của ông anh, chú của thằng bạn là bạn của con nhỏ bạn của em gái mình. Nay ông mở chi nhánh mới, ông kêu mấy đứa nhỏ qua ủng hộ. Chi nhánh cũ của ông ở Tân Bình đông khách lắm nên mới phát triển thêm chi nhánh để mọi người khỏi phải chờ lâu. Quán mình đang nói đến là ốc Singapore chi nhánh 2. Quán gì mà toàn món ngon mà rẻ hú hồn nha. Nhìn nè mọi người, đĩa nghêu hấp xả này có 29.000 à. Chắc bán vì đam mê rồi. Thiệt tình hôm nay mình đi tận 5 người, kêu 8 món mà có 572.000. Chưa kể quán khai trương còn được giảm giá 10% nè. Tính ra mỗi đứa có 100.000 mà ăn no cành hông luôn. Cũng bởi rẻ quá nên mình nghía vào bếp kiểm tra, thấy mấy rổ ốc tươi rói, còn nào còn nấy vệ sinh sạch sẽ nằm chờ nướng. Mà nướng công khai vậy thì cũng đủ hiểu chất lượng và uy tín cỡ nào rồi. Ngoài nghêu, nay mình kêu xương xương 7 món, hàu nướng 7 vị, ốc bulot Pháp, sụn gà cháy tỏi, sò điệp sốt phô mai, sò long nướng mỡ hành, ốc hương trứng muối, tôm hùm đất sốt cajun. Bạn có tin được không? 4 con ốc bulot to bự vậy mà chỉ có 79.000. Thịt giòn dai, chấm với nước mắm chua ngọt ăn cực bá cháy luôn. Mình rất ghiền món sụn gà cháy tỏi ở đây cũng chỉ bởi vì quá trời sụn gà, đặc biệt là có rất là nhiều tóp mỡ nha. Với món ốc hương sốt trứng muối, cái lớp trứng muối nó khá là đặc biệt, cho nên mọi người nên ăn bánh mì chấm sốt trứng muối của ốc hương đi. Ăn hết rồi á mình mới ăn ốc hương nha. Mọi người có thèm không khi mình ăn đĩa tôm hùm đất sốt cajun này? Đầu ngư nha, ốc bù lót nha, kể cả ốc bưu, ốc hương nữa. Cái món này ăn xong rồi á, chấm bánh mì quệt quệt rất là ngon luôn. Với tiêu chí ngon bổ rẻ thì đây là quán ốc rất đáng để bạn lưu lại nha. Và đây là ốc Singapore chi nhánh 2 nằm tại địa chỉ 295 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh.